Tiếng nói cô miền sao duyên tâm tư
nghiệp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ mắt ai. Hà Tiên đã ghi vào tâm trí tôi ôi luyến lưu là mây, nhớ thương vơi đầy hướng về Hà Tiên quê hương hùng vĩ ngang ngắm mặt trung dương. Tôi hướng về Hà Tiên, đây bên Tô Châu phồn xanh niềm lưu luyến. Tôi hướng về Hà Tiên. Hồi lúc mà Diệp Minh kìa, hồi lúc mà Diệp Minh bà già vợ của ổng ở tập quạt á. Tập quạt. Ờ, tập quạt. Xin lỗi thầy, thầy hỏi gì? Dạ, Nguyễn. Vì tôi nói thiệt thầy, ai tôi cũng hỏi hết trơn á, dạ. Cũng như... Con phải nhà thọ. Không phải em tôi mất tích hết trơn, bốn thằng em trai.